gửi lời chào tới quý vị đang cùng theo dõi chương trình Thế giới đó đây của đài truyền hình SET TV. Mỗi tuần một lần thì chương trình lại có dịp đưa quý vị đi khám phá nhiều địa điểm khắp nơi trên thế giới. Và mở đầu cho chương trình tuần này thì chúng ta sẽ đi đến Anh Quốc để tìm hiểu về một cái cây chứa đầy tiền xu. Tại một ngôi làng nhỏ với tên gọi là Pomerian ở xứ Wales, ở ngay tại Anh Quốc thì mọi người sẽ rất là ngạc nhiên khi thấy một thân cây khá là cũ kỹ nhưng mà chứa đầy tiền xu. Nhìn bề ngoài rất sần sùi và khá đáng sợ. Hàng trăm năm nay thì giá trị đồng xu trên thân cây được ước tính lên tới hàng trăm ngàn đô la. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lấy cắp để làm của riêng. Mọi chuyện bắt đầu từ lời tương truyền ở những con đường mòn Yorkshire phía bắc của nước Anh kể từ thế kỷ thứ 17. Và nếu ai gắn thật chặt những đồng xu lên thân cây thì họ sẽ mãi khỏe mạnh, không bệnh tật và được trường sinh. Vì vậy nên người dân ở đây có tục lệ là họ dùng tiền xu để mà cầu may. Phong tục này chỉ áp dụng với những cây gỗ sồi đã bị chặt đổ. Và giống như việc ném đồng xu xuống đài phun nước hay là treo móc khóa lên trên những cây cầu, thì những đồng tiền xu với đủ các loại mệnh giá này được con người gắm lên trên cây to với ước muốn sẽ có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Cũng theo người dân địa phương cho biết rằng họ sẽ không lấy tiền khỏi thân cây bởi vì họ cho rằng hành động này mang tới bệnh tật và tai ương. Còn với những người nảy lòng tham và muốn loại bỏ đồng xu của người nào đó thì sẽ bị trúng lời nguyền rủa khủng khiếp nhất. Và tại Anh thì có tất cả 7 thân cây đầy tiền xu may mắn. Tất cả thân cây này đều được đưa vào bảo tàng địa phương để mọi người có thể chiêm ngưỡng các kiệt tác của con người dưới bàn tay biến đổi của thiên nhiên. Ngày nay thì nhiều người vẫn tin vào truyền thống này và họ vẫn tiếp tục làm theo. Một số khác tuy rằng không tin cho mấy nhưng mà khi tới ngôi làng này họ vẫn nhét tiền vào thân cây để cầu may với niềm hy vọng có được điều tốt lành, may mắn về sức khỏe. Tiếp theo Hồng Tứ sẽ đưa quý vị đi khám phá những bộ tộc trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng đến một ngôi làng người Lùng ở ngay tại Côn Minh, Trung Quốc. Ngôi làng nhỏ này được mệnh danh giống như là xứ sở thần tiên của các câu chuyện cổ tích, khi cư dân sống trong những ngôi nhà nhỏ bé chỉ cao không quá 2 mét. Và họ thường mặc quần áo sặc sỡ, nói chuyện thoải mái với du khách và thực hiện nhiều màn nhào lộn độc đáo để chào đón khách du lịch tới làng của họ. Có thể nói rằng đây là địa điểm rất được trẻ em yêu thích. Và hầu hết những người Lùng ở đây mắc một số bệnh di truyền dẫn đến chứng chậm phát triển. Những người trưởng thành trong làng đều cao không quá 1m3. Vì căn bệnh không có thuốc chữa này mà cơ thể của họ rất yếu và họ không thể làm được những việc nặng nhọc. Trước đây thì họ thường bị phân biệt đối xử và bị rất nhiều người xua đuổi, cũng chính bởi vì cơ thể nhỏ bé. Do đó họ quyết định sống tách biệt ra một nơi rất xa với thế giới loài người. Nhiều người luôn nói rằng việc họ có thể gặp được những người giống như mình, đồng cảm với họ là một sự an ủi rất lớn. Ngày nay thì người Lùng đã cởi mở hơn rất nhiều và với nhiều người khác cũng có cái nhìn thiện cảm với họ, nên khách du lịch tới thăm bộ lạc người Lùng ngày càng đông hơn. Điều này cũng góp phần cải thiện thu nhập kinh tế cho ngôi làng. Tiếp theo sẽ là một bộ lạc đi ngược hoàn toàn với thế giới hiện đại. Khi ngày nay con người lúc nào cũng phải chạy theo thời gian, thì với bộ lạc này họ lại không hề có khái niệm về thời gian. Họ sống vô cùng đơn giản nên được coi là một trong những bộ lạc hạnh phúc nhất thế giới. Vào năm 1977, một người đàn ông tên là Daniel Everett, mà ông cũng là một nhà ngôn ngữ học và đã đi đến Amazon để sống và nghiên cứu về bộ lạc là Piraha. Khi lần đầu tiên đến sống giữa những người Piraha thì Daniel đã nuôi một ý định là ông muốn thay đổi cách tư tưởng cũng như là cách sống của những người trong bộ lạc Piraha. Nhưng mà ngược lại thì họ lại thay đổi ông. Nhiệm vụ của ông lần đó là làm phiên dịch kinh thánh cho tổ chức truyền giáo. Vài năm sau khi đến đây thì ông hiểu văn hóa của bộ lạc này và ông từ bỏ sứ mệnh để được sống như một người thật sự hạnh phúc. Người Piraha có một bộ lạc săn bắn và một nhóm thì hái lượm. Họ sống dọc bờ sông Amazon, có số dân khoảng từ 300 đến 400 người mà thôi. Họ được biết đến là những người của sông Maisi. Tùy vào thời tiết mùa mưa hay là mùa khô thì các cộng đồng có thể thay đổi. Sự đơn giản chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao người Piraha lại được gọi là bộ lạc hạnh phúc nhất thế giới. Họ không căng thẳng về những việc không quan trọng và người Piraha không thể đếm số. Họ chỉ có biết đến hai số, đó là số ít và số nhiều. Họ cũng chỉ biết tới hai màu là màu sáng và màu tối. Người Piraha cũng không biết đến lịch, ngày tháng, hoặc là họ chỉ ăn một hoặc là hai bữa mỗi một ngày mà thôi.
Đặc biệt nữa đó là người Piraha ngủ rất là ít, chỉ khoảng 20 phút mỗi một ngày, bởi vì họ tin rằng ngủ nhiều sẽ tước đi quyền lực của bản thân. Ngoài ra có 3 cấp độ trong mối quan hệ là cấp độ con cái, nè bố mẹ và anh chị em. Họ không có thứ bậc ở trong ngôi làng, không có trộm cắp, không có tội phạm. Người Piraha cũng không có tài sản hay định kiến, họ hát trong đêm và tin rằng những giấc mơ và thực tế đều quan trọng như nhau. Cứ sau mỗi 7 năm thì họ lại đổi tên một lần. Và sự đơn giản cũng được thấy rõ nhất trong ngôn ngữ, họ chỉ sử dụng 3 đại từ và hầu như không sử dụng bất cứ từ nào liên quan đến thời gian, không có chia động từ trong quá khứ hay là trong tương lai giống như là tiếng Anh. Về phần công thức văn hóa của bộ tộc này cũng đơn giản là chính sống cho hiện tại mà thôi. Rời Amazon, chúng ta sẽ đi đến Indonesia. Nơi này có một ngôi làng mà chuyện chôn cất hay là hỏa táng đều không xảy ra, mà họ lại để người quá cố sẽ tự phân hủy giữa thiên nhiên. Nằm dưới chân núi Abang trên đảo Bali, Indonesia, có một ngôi làng độc đáo rất ít bị thế giới bên ngoài làm phiền. Đó chính là làng Trunyan. Nơi đây được biết đến là một ngôi làng không bao giờ thực hiện nghi lễ chôn cất hay hỏa táng giống như những khu vực khác trên khắp đất nước Indonesia. Làng cổ Trunyan là nơi sinh sống của những người tự xưng là Bali Aga, tức là hậu duệ của những người Bali đầu tiên. Họ hạn chế tiếp xúc bên ngoài để bảo vệ người dân cũng như là truyền thống khỏi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Cộng đồng người Bali Aga có một lối sống vô cùng khác biệt với những ngôi làng còn lại ở Bali. Làng Trunyan có 2 đẳng cấp rõ rệt được phân chia từ thời Gagal. Người Banjarjaro thuộc dòng dõi hoàng tộc, còn người Banjarjaba là người bị cai trị. Ngôi làng có một đền thờ riêng gọi là Pusajaga, được xây dựng dưới một cây đa khổng lồ và không mở cửa cho du khách. Điều thú vị nhất đối với khách du lịch đến tìm hiểu về làng Trunyan đó chính là họ đối xử với người quá cố theo một cách rất kỳ lạ. Thay vì hỏa táng hay là chôn cất người chết thì họ chỉ để thi thể xuống một gốc cây đa lớn, vây quanh là những lồng tre để bảo vệ không cho động vật đến xâm hại. Sau khi những thi thể này chỉ còn lại xương, hộp sọ của người quá cố sẽ được đặt lên bàn thờ bằng đá. Phụ nữ của làng Trunyan thì họ bị cấm vào nghĩa trang khi có một xác chết mới được đặt ở đó, bởi vì họ tin rằng nếu phụ nữ đến đây thì sẽ mang lại thảm họa lớn cho ngôi làng, chẳng hạn như núi lửa sẽ phun trào hoặc là lở đất. Bên cạnh đó thì người làng tin rằng nếu như hỏa táng người chết thì cũng gây ra hỏa hoạn lớn cho núi lửa. Tiếp đến chúng ta sẽ đi đến Thái Lan với lễ hội ăn chay được tổ chức vào đầu tháng 10 hàng năm. Đây cũng là thời điểm mà người dân xuống đường để cầu nguyện và thực hiện một cuộc diễn hành khổ hạnh. Trong suốt 9 ngày diễn ra lễ hội, người dân tham gia phải tỏ rõ lòng sùng kính qua việc là bấm khuyên bằng những vật dụng khủng khiếp và đáng sợ. Người dân Thái Lan có thể sử dụng rất nhiều thứ để mà đâm xuyên qua cơ thể. Với số lượng khuyên thì sẽ phụ thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người. Mục đích của việc này là nhằm xua đuổi ma quỷ và đe dọa những linh hồn tà ác, đồng thời cũng nói lên niềm tin vào sức mạnh của các vị thần ở Thái Lan. Những người tham gia có đủ can đảm làm những điều này thường là cánh đàn ông và họ được gọi là các Mason. Các tín đồ tin rằng càng chịu được đau đớn thì họ càng gặp được nhiều may mắn và thành công sau này. Ngoài Thái Lan ra thì tại Philippines, một trong những nghi thức đau đớn chính là ngày lễ quan trọng, lễ phục sinh. Và thường tại Philippines thì họ sẽ tái diễn cảnh Chúa bị hành hình. Đóng đinh vào người là một trong những nghi thức quan trọng tại lễ phục sinh của người Philippines. Nhiều người trên thế giới đã đổ xô đến đây để được chứng kiến tận mắt cảnh Chúa bị hành hình, được người dân trong làng Kutut ở ngay tại Philippines tái hiện lại nhìn giống như thế nào. Những người thực hiện nghi thức trên đều là các tín đồ Công giáo và họ được lựa chọn đóng vai Chúa sẽ phải diễn những cảnh y như thật nhằm tái hiện lại hình ảnh của Chúa khi bị chế giễu, đánh đập dã man, trói trên cây thập giá và bị đóng đinh vào chân tay trước lúc chết. Trong khi đó thì những người khác vừa chứng kiến nghi thức này sẽ vừa sám hối tội lỗi và cầu nguyện cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với sự che chở, cứu rỗi của Chúa. Các cây đinh dùng trong nghi lễ sẽ được rửa sạch trước khi bị đóng vào người. 4 tiếng trước khi tiến hành lễ đóng đinh, người đàn ông sẽ xếp thành hàng dài, chìa lưng cho roi tre và gậy bọc miễn chai đánh vỡ nát ở trên da thịt. Máu đỏ sẽ phun xuống mặt đường ướt đẫm. Và người ta dùng những cây đinh dài chừng 12cm rồi đóng vào bàn tay những người tự nguyện. Sau đó treo họ trên thánh giá chừng 10 phút.
Và những nghi lễ trên là các nét văn hóa bản địa mà họ vẫn còn duy trì cho đến ngày hôm nay. Bây giờ thì chương trình Thế giới đó đây xin được phép tạm ngừng ít phút cho những phần thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho đài. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Trở lại với chương trình tuần này, Hồng Tứ sẽ tiếp tục đưa quý vị tìm hiểu món ăn đặc biệt của người Phần Lan. Nổi tiếng với món có tên gọi là false morel, luôn được người dân nơi đây ưa chuộng. Và theo nghiên cứu thì loại nấm này có thể gây chết người nếu không được nấu đúng cách. Vậy thì tại sao người Phần Lan vẫn thưởng thức chúng và đưa tên false morel vào danh sách đặc sản? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Loại nấm false morel của Phần Lan là loại nấm có hình dạng khá kỳ lạ. Nhìn bề ngoài nó giống như là một bộ não. Loại nấm này có màu sắc đặc trưng là màu đỏ nâu, thân thì sẽ màu trắng, thường ngắn và có rãnh đặc biệt về phía gốc. Bên trong cây nấm thì gồm có các khoang rỗng và hầu như không có thịt. Chúng thường sống dưới cây thông hoặc là ở vùng đất cát pha có nhiều mảnh vụn thân gỗ. Theo nghiên cứu thì loại nấm này có chứa độc tố và chứa chất gây ung thư. Mùi vị của nấm hơi ngọt và rất độc khi ăn sống. Do đó, false morel rất ít người sử dụng và không được mấy quốc gia nào chào đón. Tại Phần Lan thì người ta ưa chuộng nấm false morel như là một món đặc sản. Mặc dù nghiên cứu vẫn nói rằng nếu ăn quá nhiều thì lượng độc tố cơ thể chịu đựng, người dùng sẽ bị hôn mê sâu, thậm chí có những người bị tử vong ngay sau một tuần sử dụng loại nấm này. Có một loại nấm có tính độc hại cao, tuy nhiên nếu biết nấu thì loại nấm false morel sẽ trở thành món ăn hấp dẫn. Đầu tiên, nấm sẽ trải qua quá trình sơ chế và chế biến khá nghiêm ngặt để loại trừ các độc tố. Nấm sẽ được cho vào nước lạnh ngâm ít nhất là 1 tiếng hoặc là lâu hơn. Sau đó sẽ đem chần trong nước sôi. Đây là một trong những bước vô cùng quan trọng quyết định quá trình làm ra món ăn có thành công hay không. Do đó, những người đầu bếp tại đây đều là những người có tay nghề cao nhất mới có thể thực hiện. Để bảo đảm an toàn thì chính phủ của Phần Lan cũng đã quy định nấm false morel sẽ được chần qua nước sôi 2 lần, mỗi lần 5 phút với tỷ lệ là 250g nấm với 2 lít nước. Sau mỗi lần chần nấm thì phải được rửa thật kỹ để loại bỏ các độc tố. Sau khi sơ chế xong thì công đoạn chế biến nấm false morel cũng được theo dõi nghiêm ngặt. Hầu hết nấm sẽ được xào chín ở nhiệt độ cao để loại bỏ những cái chất độc còn lại. Sau đó thì chúng sẽ được đổ nước sốt lên trên kèm theo chút rau thơm. Nấm sau khi chế biến xong có hương vị hơi ngọt, khi ăn sẽ thấy độ dai ngon hấp dẫn. Đó cũng chính là lý do vì sao false morel rất được yêu thích tại Phần Lan. Rời Phần Lan thì chúng ta sẽ cùng biết đến về một bộ bài được làm bằng vàng có niên đại 400 năm tuổi, chứa những bí mật lịch sử quan trọng của giới hoàng gia. Bộ bài này được Michael Frommer tạo ra tại Đức vào năm 1616. Các quân bài được mạ bằng vàng bằng cách sử dụng thủy ngân là một chất độc chết người. Trên các quân bài có mô tả hai trong các vị vua mặc quần áo La Mã cổ đại. Ngoài ra còn có các hiệp sĩ mặc trang phục quân đội. Mỗi quân bài dài khoảng 8,6cm và rộng khoảng 5cm. Điều đặc biệt là bộ bài này còn có ẩn chứa nhiều bí ẩn lịch sử liên quan đến chính trị ở Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 19. Theo truyền thống gia đình, người sở hữu bộ bài này vào lúc đó là Infanta Joaquina, con gái của một vị vua Tây Ban Nha, người đã kết hôn với một hoàng tử ở Bồ Đào Nha. Cô trốn sang Brazil khi quân đội của Napoleon hành quân vào Iberia vào năm 1807. Và sau khi Napoleon buộc một người tên gọi là Ferdinand, cũng là anh trai của Carlota, phải thoái vị ngai vàng Tây Ban Nha, Carlo đã thực hiện nhiều nỗ lực để tiếp nhận các vua Tây Ban Nha. Theo truyền thống gia đình thì cô đã truyền lại bộ bài cho vợ của Philip Contursi, một người đàn ông đã giúp cô thực hiện những nỗ lực chính trị lúc bấy giờ. Đó chính là việc Contursi muốn đưa Catola trở thành nhiếp chính vương của một vương quốc mới ở Nam Mỹ, là một mảnh đất vẫn dưới quyền kiểm soát của Tây Ban Nha khi Napoleon xâm lược. Tuy nhiên, kế hoạch này đã thất bại khi tất cả các quan chức chính phủ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Anh phản đối nó.
Nhưng tất cả điều đó cho thấy Carlotta đã ước mơ trở thành nữ hoàng cầm quyền được biểu hiện qua những quân bài nói trên. Tiếp đến, chúng ta sẽ đi đến một chuỗi các nhà sách ở Bắc Kinh đang thu hút những ai mê đọc sách bởi thiết kế rất kỳ ảo, kết hợp giữa phong cách xây dựng hiện đại với lối kiến trúc truyền thống. Nhà sách với tên gọi là John Sugar được thiết kế rộng 1.300m², nằm trên tầng 3 và tầng 4 của Jodi Plaza ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Công trình này là một loạt những khu vực với thiết kế dùng ảo ảnh thị giác để biến không gian trở nên đặc biệt hơn. Sự pha trộn độc đáo giữa hình thức và chức năng của nhà sách đã tạo nên một làn sóng hấp dẫn du khách tứ phương đổ về John Sugar để khám phá. Mỗi góc độ bên trong nhà sách tuy mang một màu sắc và câu chuyện khác nhau, nhưng đều sử dụng chung một tấm gương lớn ở trên trần. Đầu tiên thì du khách sẽ thấy một mặt tiền bằng kính khá lớn và đơn giản được bao phủ bởi những dòng chữ chào đón. Và khi vào bên trong thì có những giá sách hình chao đèn rải rác đang xen khắp sảnh đợi màu nâu sẫm. Ánh sáng được chiếu từ những góc khuất để tạo ra cảm giác như đang trong sở nghiên cứu riêng hay là trong một khung hình phim khoa học viễn tưởng nào đó. Ngôn ngữ phản chiếu tuy được sử dụng xuyên suốt nhưng ở mỗi khu vực lại là những bất ngờ đặc biệt. Và các không gian của nhà sách đồng nhất về giải pháp nhưng lại tương phản về màu sắc, tạo hình. Từ đó tạo nên nhiều câu chuyện thôi thúc trí tò mò của người xem. Bên trong nhà sách có rất nhiều cầu thang kết nối tất cả các tầng lại với nhau, gợi liên tưởng dáng hình những ngọn núi trùng điệp của thành phố Trùng Khánh. Nhà sách này còn chứa tới 80.000 quyển sách các loại. Tiếp đến sẽ là một địa điểm có lẽ chỉ thú vị nếu như quý vị khám phá qua màn ảnh. Còn nếu đi đến đây thì thật sự nguy hiểm khi nơi này giành được kỷ lục Guinness Thế giới là nơi bị sét đánh nhiều nhất thế giới. Hồ Maracaibo là một vịnh nước lớn ở Venezuela với diện tích là 13.210 km². Đây là hồ lớn nhất ở Nam Mỹ. Tại con sông Catatumbo tiếp giáp với hồ Maracaibo, mỗi năm thì có hơn 260 ngày mưa bão. Và bão thường tới vào lúc mùa hè, nhưng với các quốc gia dọc theo đường xích đạo, nhiệt độ cao hơn làm các cơn bão cũng thường xuyên hơn. Trước khi các số liệu chi tiết được phân tích thì Cộng hòa Congo ở ngay tại Trung Phi được coi là nơi có nhiều sét nhất, với khoảng 160 cú sét đánh mỗi km² hàng năm. Tuy nhiên tất cả đều không bằng hồ Maracaibo ở ngay tại Venezuela. Số lượng các cơn bão ở đây chỉ hơi giảm vào các tháng mùa khô, tức là tháng 1 và tháng 2, và đạt đỉnh điểm vào mùa mưa khoảng tháng 10. Vào thời điểm này thì cứ mỗi phút có thể quan sát thấy trung bình 28 cú sét đánh đủ nguồn năng lượng thắp sáng cho 100 triệu bóng đèn. Chuyện này trở nên quen thuộc đến nỗi người dân địa phương khi đi thuyền trong đêm tối, họ còn lợi dụng thứ ánh sáng này để xác định phương hướng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu trong nhiều năm để lý giải cường độ bão và sét nhiều bất thường ở đây. Ban đầu trong những năm 60 của thế kỷ 20 thì người ta nghĩ là do các mỏ uranium thu hút nhiều sét về. Và gần đây thì có một giả thuyết cho rằng độ dẫn điện của không khí trên mặt hồ tăng lên do khí methane từ các mỏ dầu ở bên dưới hồ. Và độ dẫn điện của không khí tăng dẫn đến có nhiều sét đánh xuống hồ hơn. Tuy nhiên các giả thuyết này đều chưa được chứng minh. Và sét ở hồ Maracaibo rất sáng, tới mức có thể nhìn rõ từ khoảng cách 400 km. Các thủy thủ ở đây cũng lợi dụng ánh sáng này để định hướng trong đêm tối. Các màu sắc khác nhau của sét quan sát được có thể giải thích là do ánh sáng trắng bị hấp thụ một phần hay nhiễu xạ khi đi qua các lớp bụi và hơi ẩm. Suốt nhiều thế hệ, người dân địa phương bị choáng ngợp bởi sự thịnh nộ của thiên nhiên, cùng với những cơn bão sét hoành hành khoảng 10 tiếng mỗi đêm và gần 300 đêm trong vòng một năm. Họ gọi con sông này là sông lửa trên bầu trời hay dòng sông hứng lửa từ trời. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật đã hoàn thành 200 ca phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành Wonder Woman. Người này là cô Pixie Fox, một cô gái trẻ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ đến nỗi tiến hành 200 ca phẫu thuật và cắt bỏ 6 chiếc xương sườn để có được vòng eo con kiến. Pixie Fox tiết lộ là cô đã chi tới nửa triệu bảng Anh để có thể thỏa mãn ảo mộng trở thành biểu tượng siêu anh hùng Wonder Woman. Để thực hiện ước mơ thì cô đã phẫu thuật gần như toàn bộ cơ thể gồm cả ngực, nà mí mắt và thắt lưng. Nói về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, Pixie kể rằng đầu tiên cô sửa là sửa mũi, sửa ngực và mí mắt. Cuộc phẫu thuật nguy hiểm nhất chính là cuộc phẫu thuật loại bỏ 6 chiếc xương sườn để đạt vòng eo nhỏ tới 40cm. Mục tiêu của Pixie Fox là đạt được kỷ lục với vòng eo nhỏ số 1 thế giới là 36cm.
Mặc dù đối mặt với làn sóng chỉ trích nặng nề về suy nghĩ điên rồ, nhưng Pixie vẫn khăng khăng khẳng định cô không làm những điều này vì những suy nghĩ ảo tưởng mà cô muốn sử dụng bản thân như một dự án khoa học. Công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của cô gái trẻ bắt đầu từ việc sang Ấn Độ để đổi màu mắt và tới Hàn Quốc để cắt gọn lại xương hàm. Mặc dù đã trải qua hàng trăm cuộc phẫu thuật nhưng cô lại chẳng hề lo lắng về sức khỏe. Ngay cả khi trong quá trình phẫu thuật rút bỏ 6 chiếc xương sườn để được vòng eo lý tưởng 40cm, có thể khiến cô mất mạng bất cứ lúc nào, Pixie vẫn rất tự tin. Vừa rồi cũng đã kết thúc lại chương trình Thế giới đó đây của Hồng Tứ. Mọi đóng góp ý kiến hy vọng nhận được từ quý vị khán giả qua địa chỉ email thegioidoday@gmail.com. Bây giờ thì Hồng Tứ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.